Rồi phần thứ hai á là cái Nhưng không ngồi im được. cũng có cái đó, cũng không có ngồi im được, nhưng mà cái hành vi coi như là hành vi đi, hành vi nó có thể từ nặng là đánh đập, từ nhẹ là không có thể ngồi im được. Thì trong cái phần đó mình có ngôn ngữ, mình có hành vi đi. Rồi cái cuối cùng á là cái tự lập. Tự lập Tự là tự lập là rất là khó cho một người có tự kỷ. Lý do là họ luôn luôn cần phải có một cái người gì kế bên, hoặc là họ luôn luôn cần phải có người nào hỗ trợ. Nếu mà mình có một người mà tự kỷ nhẹ đó, ví dụ như có ngôn ngữ, có nói được, có hành vi, có kiềm chế được, nhưng mà cái tự lập, thật sự tự lập, có con sanh cái, làm ăn ở riêng, cái đó vẫn là một cái phần yếu. Dạ, cho nên trong ba phần đó Thùy nghĩ là khi mà một người có tự kỷ đó, khi mà có trẻ em, mình suy nghĩ về cái đó đi, mình suy nghĩ về cái ngôn ngữ đi. Cái ngôn ngữ cũng có là thêm giao tiếp nữa nha. Thì cái ngôn ngữ, cái giao tiếp, cái hành vi, rồi cái tự lập, để coi coi mình có thể hỗ trợ được cái gì không. Wow, cái này nếu mà Chelsea làm ở trường đó, thì thấy là những em đó đó họ không có phải học chung một lớp tự kỷ riêng mà họ học chung lớp bình thường. Thì trong lớp bình thường có một hai em bị gì đó, thì trường hợp như Thủy là một nhóm chung một lớp hay là chia ra rồi Thủy phải dẫn em học sinh đó đi riêng để mà test hay sao? Tại vì tự kỷ nó cũng bắt đầu thì cũng nói là nó rất là riêng biệt, cho nên tùy cái trường hợp của mỗi trẻ, tùy trường hợp của mỗi người. Thì cái lớp mà Thủy dạy, tại vì nó là từ moderate tới severe đó, Nó từ riêng trung hơn. bình tới nặng á, thì mấy học trò của Thủy thường thường á có những cái hành vi rất là xấu, ví dụ như đánh đập, chưa có thể kiềm chế được bản thân mình, nhất là dạy mấy đứa nhỏ. Khi mà Thủy dạy lớp mẫu giáo tới lớp 2 á, thì trong cái thời gian đó mấy đứa sẽ học riêng biệt một cái phòng riêng, chung với nhiều cô giáo phụ tá nữa. Thì Thủy là giáo viên chính, có cô giáo phụ tá nữa. Nhưng mà trong cái thời gian đó, nếu mà người đó, trẻ em đó có phát triển được, có ngôn ngữ nhiều được hơn, có kiềm chế được hành vi được hơn, thì mình sẽ dẫn một trẻ đó ra một cái lớp gọi bằng lớp bình thường. Thì tùy theo trường hợp, nếu mà cái trẻ đó có thể kiềm chế được bản thân mình, có thể học thêm được trong cái lớp bình thường, thì dĩ nhiên cái mục tiêu của giáo viên là muốn các em chung với mọi người hết. Nhưng mà mình cần phải nghĩ cho cái success, cái Dễ mục dàng cho đứa tiêu. em để làm Đúng thành công rồi. hơn. Tại nếu mà mình bắt mấy đứa ra một Khó cái môi lắm trường đó. bình thường, nhưng mà cái hành vi nó không có thể kiềm chế được, cái sensory, cái cảm giác của nó không có thể trong một cái phòng với nhiều người được, thì mình không có thể ép buộc. Tại vì cái cuộc đời của mấy đứa nó chưa có thể Tự lập. tự lập được, cho nên mình phải luôn luôn hỗ trợ. Wow, nghe nói mà thấy cảm động. Tại vì thật sự khó lắm Thủy, làm cái job này nó không phải là giống như Chelsea nói là nghe đánh đập rồi nhiều khi họ không có biết kềm chế, họ nhào lên mình. Thì có chuyện nào mà kể mà nghe mà giống có thể tùy theo thích buồn hay vui của mỗi bé. Kỷ niệm, Thì kỷ niệm đáng nhớ. trong cái thời gian 12 năm mà Thủy làm á, có rất là nhiều trường hợp mà làm Thủy rất là đau lòng. Tại vì một người giáo viên, mình không có phải là mình chỉ dạy trong cái môi trường lớp đâu, nhất là khi mình dạy học trò với khuyết tật hoặc là tự kỷ, mình còn phải nghĩ tới cảm giác của gia đình nữa. Khi mà mình nhận được một trẻ em trong 6 tiếng đồng hồ đó, mình chỉ có 6 tiếng giao tiếp với Đúng người rồi. đó thôi, gia đình của mình ở nguyên cả đời với một trẻ đó. Thì có lúc Thủy có những học trò cũng Việt Nam giống mình, đi vô học lớp của Thủy. Trong cái thời gian 6 tiếng đó, Thủy bị thẹo, bị đấm, bị cao. Tại vì cái người đó, cái trẻ đó không có nói chuyện được. Rồi khi mà một người mẹ độc thân, giống như Chelsea đây, một người mẹ độc thân không có một người đàn ông kế bên, hoặc là một người cha không có một người vợ Đúng kế rồi. bên, làm bao nhiêu việc, được nghỉ 6 tiếng, tại vì con em mình đang ở trường, mình đón con của mình về, bao nhiêu thời gian đó là chung với mình. Khi mà Thủy thấy buông ra được một trẻ mà đánh đập rất là nhiều, buông ra về với gia đình, thấy một người mẹ độc thân đó, Thủy không có biết giúp một Đúng sao, rồi. cứ nói là nếu chị cần gì chị cứ kêu em đi, em sẽ tới nhà em sẽ giúp chị. Nhưng mà cái đó đâu có được trả lương gì đâu, là off time rồi. Không, nhưng mà Cái tấm lòng của đúng Thủy. rồi, tại vì khi mà mình là một giáo viên, mình không có làm một giáo viên để mình dạy học trò từ từ 8 giờ tới 2 giờ đâu. Khi mà mình là giáo viên, mình dạy cuộc học trò của mình suốt đời.
Nếu học trò mình cần mình sẽ tiếp tục hỗ trợ, mình sẽ tiếp tục dạy. Nhưng mà một cái câu chuyện Thùy muốn kể là cũng là cái người mẹ độc thân đó. Con trai của cổ lúc mà Thùy dạy là lớp 8 rồi. Anh đó rất là đẹp trai, nhìn vô không có biết là tự kỷ, mặt sáng sủa, ăn uống rất là giỏi, ngôn ngữ cũng yếu, mấy câu thôi cũng không có hiểu mấy. Mà lúc mà Thủy bắt đầu dạy cho anh đó là khi anh tức lên á là anh đái dầm. Anh đái rồi anh hất nước đái ra để anh biết nếu mà tôi hất nước đái ra cô sẽ không tới đâu. Thì trước khi Thủy tới thì cái đó là những cái hành vi kêu ảnh làm cái gì anh không muốn làm. Anh rất là giỏi, không biết sao đái hoài à, chắc uống trà nhiều quá. Rồi sau đó khi Thủy vô thì nói à anh này thích làm vậy phải không, ok con cứ việc đái đi, cô dẫn đây, cô muốn con viết tên, ví dụ như là viết tên cô muốn con viết cái tên của con không muốn viết con đái, that's ok, cô sẽ chờ, cô sẽ ở đây giúp đỡ con. Luôn luôn khi mà Thủy nói chuyện á, Thủy không có nói học trò là cô bắt con phải làm cái này. Tại vì cô là giáo viên. Cái cách của Thủy vô là Thủy thấy con khó chịu nha, hiểu rồi, sorry, nhưng mà mình đang đi học, mình vẫn không phải làm cái gì mà học trò phải làm. Ví dụ như là viết tên thì anh ấy nói là không cần giúp, không cần giúp. Anh nói tiếng Anh á, I don't need your help, don't need your help. Thì Thủy nói it's okay, con không cần help của cô, nhưng mà cô sẽ chờ chừng khi con cần, cô cứ đứng đây. Anh hất nước đái. Rồi cô nói ảnh là ok, con cứ dạy, that's fine, đi vô phòng restroom đi, cô dạy con ở trong đó. Hỏi mấy cô phụ tá, ok mấy cô coi lớp giùm, mình dẫn cái anh ấy vô trong nhà vệ sinh, cứ nói là cứ vô, ảnh vô ảnh đái xong ảnh ra, học tiếp, vô đái xong ra. Làm mấy ngày như vậy, ảnh về, ảnh không còn đái dầm ở nhà mấy ngày luôn. Mẹ nói là giờ ảnh tức lên, ảnh vẫn còn hành vi khó chịu nhưng mà ảnh không có đái được. Thì khi mà mình là giáo viên á, cái đánh đập là một chuyện, cái nước đái là một chuyện, cái tấm lòng của mình mới là quan trọng. Cái gì mà học trò để ra đó, mình phải nghĩ tới cái nhiệm vụ của mình là giáo viên làm sao. Mình phải hỗ trợ, mình phải giúp. Tuy là cái người trẻ đó không cần, không muốn mình giúp, mình cũng phải vô, mình phải giúp. Nhưng mà mình phải làm giống như là những cái gì khác biệt hơn. Ví dụ như cái nước đái có giáo viên khác cứ hoặc là dơ quá, họ bực mình, bực mình xong họ không biết làm gì á, họ nạt học sinh hay là họ dẫn lên office, họ không có quan tâm tới nữa. Nhưng mà Thủy làm rất là hay, cảm động được học sinh đó, cái tấm lòng của Thủy. Thì mình phải be more creative. Let's dạy ở trong lớp thì không được, ok dẫn học trò đó vô restroom, làm xong ra nữa, tại restroom trong đó hôi lắm. Thủy cứ nói là con sẽ không có trong đó cả ngày đâu, nó hôi lắm. Thì ảnh cứ vô ra rồi các anh cũng mệt. Rồi ảnh ngừng. Cho nên đối với lại người mẹ đó thì Thủy có ở nhà giúp họ bằng gì, giống như những người mà giống như phụ huynh bây giờ, cho sẽ không phải nói gì, nhưng mà nếu mà lỡ như mà ai có trường hợp, quý vị đang coi có người, có ai đó, có gia đình hay bạn gì đó có những đứa trẻ bị như vậy thì họ sẽ nên làm như thế nào? Tại vì thực sự mình không phải nói gì, mà cộng đồng không phải là của Việt Nam mình không, cộng đồng của người mẹ, người Mỹ, ai cũng mặc cảm khi mà nghe chữ con của họ bị giống như bị label á, thì họ không có muốn đó, họ không có tìm hiểu tới những cái resource hay những cái gì mà có thể giúp họ, thì họ im lặng. Thì cái đó không có giúp cho đứa trẻ đâu, nhưng mà sẽ hại thêm gì sau này. Thì nhưng mà Thủy thì mình phải lên làm cách nào để mình giúp những em mà cỡ như tuổi nào là mình đã thấy có vấn đề rồi, mình phải giúp trước khi bắt đầu sau này còn nặng hơn nữa. Thì Thủy nghĩ bắt đầu nhất á, là gia đình đó phải tìm hiểu thêm. Phải lấy thời gian của mình ra, lên trên mạng. Bây giờ mạng của mình có rất là nhiều tài liệu tiếng Việt. Thì mình hiểu biết thêm những cái tài liệu đó đi. Nếu mà mình đọc được tiếng Anh thì nó càng tốt, tại nó có đúng hơn. Không phải là mình chê cộng đồng Việt Nam, nó thông dịch chính xác hơn. Thì bước đầu tiên đó là Thủy đề nghị là gia đình lên mạng đi, lên mạng tìm hiểu thêm về cái đó, đọc sách về cái đó hơn. Bước thứ hai á là nếu con mình ở trong trường á, thì mình đi vô trường, mình hỏi trường về những người chuyên nghiệp để mình họp chung, hoặc là thắc mắc và hỏi những cái phần câu hỏi đó. Tại khi mà mình đọc đồ ở trên mạng á, mình đâu có hỏi người khác nếu mình có câu hỏi gì được đâu. Nhưng mà mình muốn
người chuyên nghiệp đó biết là mình đã làm bài, coi như là bài homework của mình rồi, mình đã tìm hiểu được một phần rồi. Thì dạ vâng, mình care, yeah. Với Thủy muốn khuyến khích gia đình là phải có một phần tin tưởng trường học, tin tưởng những người chuyên nghiệp ở trong trường học. Lý do mà Thủy nói trường học trước, tại vì những cái người chuyên nghiệp đó là miễn phí. Đúng rồi. Mình là muốn cái trách nhiệm của họ, yeah. Dạ, trách nhiệm của họ là để giúp provide, giao tiếp, để giúp, để hỗ trợ. Thì Thủy nghĩ là dùng những cái free resource đó trước đi, rồi sau đó mình tới người chuyên nghiệp, mình làm homework, mình đọc ở trên mạng. Cộng đồng của mình cũng có rất là nhiều hỗ trợ nữa. Mình có cái hội gọi bằng OC Autism. Nếu mà mình vô ocautism.org á, thì mình có thể coi và có thể hỏi về cái hội đó hỗ trợ những cái lớp gì. Tại cái hội đó có host những cái lớp cho phụ huynh. Thì Thủy nghĩ là rất là quan trọng là mình là một người phụ huynh, mình phải hiểu biết về cái bệnh đó hoặc là cái label đó nhiều hơn. Rồi sau đó mình có thể coi coi cộng đồng mình có lớp gì. Và cũng có Regional Center của quận Cam của mình cũng có nữa. Nếu mà gia đình có thể tới RCOC hình như .org đó, thì mình có thể coi coi nó có những cái lớp gì mình có để học nữa. Và tới riêng biệt mỗi một người học trò hoặc là một người trẻ em đó, mình có rất là nhiều chương trình ở trong trường mà mình có thể hỏi coi trường thấy là nó sẽ hỗ trợ con của mình không. Thủy cũng muốn khi mình vô mình hỏi về con em của mình á, mình phải biết là mỗi trường hợp nó rất là riêng biệt. Mình không có thể thấy là con gái nhà hàng xóm cũng có tự kỷ mà nó được những cái này, những cái này, những cái này. Mình không có nghĩ là con mình sẽ được y chang, hoặc là giống như Chelsea nói compare, là mình không có làm vậy được, tại vì mỗi người rất là riêng biệt. Nên khi mình vô mình nói về cái hành vi của con em của mình thì mình có thể chia sẻ với chuyên nghiệp hoặc là trong cái môi trường private, mình mướn người tới coi. Thì khi mình mướn người tới, nó có rất là nhiều organization gọi bằng nó hỗ trợ về ABA, Applied Behavior Analysis. Mình có thể tới những cái công ty đó, thì Thủy không có phải là cái người đại diện những công ty đó, thì Thủy không có thể chia sẻ một cái tên của cái công ty được. Nhưng mà Thủy nghĩ là nếu mà mình again lên mạng research á, Applied Behavior Analysis cho những học trò mà có hành vi xấu hoặc là cần hỗ trợ về cái đó, thì cái đó một phần resource nữa.